Đội tuyển Thái Lan nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ quê nhà sau khi giành lại chức vô địch AFF Cup từ đội tuyển Việt Nam năm 2020. Thế nhưng, những thành tích bết bát trong năm 2022 đã khiến cho huấn luyện viên Manu Poking gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng để chuẩn bị cho chiến dịch diễn ra vào cuối năm này. Những thất bại ở cấp độ U23, thêm vào đó là trận thua muối mặt trước Malaysia tại Kings Cup 2022 đã khiến cho nhà cầm quân người Đức không còn được giới chuyên môn xứ chùa vàng tin tưởng. Dù công bố triệu tập 75 gương mặt chuẩn bị cho AFF Cup, nhưng có tận 35 cầu thủ từ chối hội quân. Lý do xuất phát bởi các chủ tịch các câu lạc bộ Thái League lên tiếng không nhả quân cho đội tuyển quốc gia. Chưa hết, bộ đôi đóng vai trò chủ chốt trong chức vô địch năm 2020 là Chanathip và Supachok cũng không thể hội quân vì giải đấu AFF Cup không thuộc hệ thống của FIFA. Chính vì thế, trong tay của huấn luyện viên Manu Poking chỉ có 24 cầu thủ tập trung trong thời gian vừa qua. Trong danh sách của Thái Lan chỉ có 8 cầu thủ còn sót lại từ giải đấu trước là hậu vệ Therathon Bunmathan, Krisada Kaman, tiền vệ Sarek Yuyen, Borin Fala, Sivakon Tiarchakun, Widathep Pomphan, tiền đạo Adisak Krayson và Terasin Dangda. Trong 24 cầu thủ Thái Lan, chỉ có một người đang thi đấu ở nước ngoài là Sanawat Dekmich. Tiền vệ này đang khoác áo câu lạc bộ Kedah của Malaysia. Những thành viên khác của đội bóng thi đấu ở trong nước. Cần nhấn mạnh, đội tuyển Thái Lan vừa thua sốc 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Cho dù sử dụng dàn cầu thủ trẻ, nhưng đây vẫn là một trận thua khó nuốt trôi của người Thái. Rõ ràng, với lực lượng khá mới mẻ so với lần đăng quang năm ngoái, Thái Lan đang bị nghi ngờ rất nhiều về khả năng bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Manu Poking, với tình hình hiện tại, áp lực cho ông Manu Poking là vô cùng lớn. Dường như, ngoài trưởng đoàn Madam Pang, nhà cầm quân người Đức đã không còn nhận được sự tin tưởng từ các quan chức, ông bầu và cả người hâm mộ Thái Lan. Kết quả của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup năm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của ông tại đội bóng xứ chùa vàng. Bởi lẽ, sau chức vô địch năm 2020, huấn luyện viên Poking chỉ được Liên đoàn bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng thêm một năm. Ông Poking am hiểu cầu thủ Thái Lan cũng như các đội trong khu vực, nhưng nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng bởi ông không có lực lượng mạnh nhất trong tay. Nhiều khả năng, nếu thất bại ở AFF Cup 2022, ông Poking sẽ bị bay ghế. Ngôi sao kỳ vọng, Terasin Dangda. Với một đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ, huấn luyện viên Manu Poking sẽ đặt niềm tin vào Terasin Dangda của BG Batum United, Adisak Raison, Poremet Asvirai của Muang Thong United. Lão tướng 34 tuổi Dangda đã thi đấu 16 trận, ghi được 55 bàn thắng, đã từng thi đấu tại Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản, là chân sút nguy hiểm nhất của Thái Lan. Terasin Dangda đang giữ kỷ lục có 19 bàn thắng tại các kỳ AFF Cup dù không tham dự AFF Cup 2018. Xét về phong độ hiện tại, Dangda sẽ không được đánh giá cao bằng Adisak Raison. Song, ở tuổi 33, nhưng Dangda vẫn là một ngòi nổ đáng gờm của đội tuyển Thái Lan. Nền tảng thể lực của anh có thể bị thời gian bào mòn, nhưng bản năng sát thủ vẫn hiện hữu rất mạnh mẽ, nên cùng với kinh nghiệm lão luyện khi tiếp cận khung thành, Terasin vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn của người Thái trên mặt trận tấn công.